Xin chào các bạn, hôm nay Viettel Music sẽ giới thiệu cho các bạn một sản phẩm cực kỳ đa dụng và phù hợp với rất nhiều trường hợp và nhu cầu âm nhạc, hội họp, gia đình và biểu diễn. Và đây chính là sản phẩm Passport Event Series 2 với công suất 375W, có thể lắp ráp mang đi mọi nơi, bao gồm 6 kênh input cho micro, nhạc cụ, âm thanh từ thiết bị bên ngoài. Mỗi kênh đều có thể căn chỉnh reverb, EQ và âm lượng riêng, thuận tiện cho việc căn chỉnh tùy vào mục đích của bạn. Kênh số 5 có chức năng 2Z tối ưu cho việc chơi đàn guitar. Kênh số 6 có thể sử dụng Bluetooth để kết nối với âm nhạc bên ngoài. Ngoài ra, Passport Event còn có thể đưa âm thanh ra ngoài bằng cổng mono out để khuếch đại âm thanh to hơn. Cổng sub out hỗ trợ thêm một kết nối với loa sub giải tầng trầm, giúp cho âm thanh sống động và chân thực hơn. Cuối cùng, chúng ta sẽ có núm âm lượng tổng để điều chỉnh cho tất cả các kênh. Phía sau chúng ta có thể kết nối ra loa theo cặp của Passport hoặc kết nối với một loa khác tùy mục đích, như loa kiểm âm, cabinet hỗ trợ cho mục đích làm nhạc và phòng thu, kèm theo một quạt gió giúp bộ loa duy trì độ ổn định, bền bỉ trong thời gian dài, không cần lo lắng về việc hư hỏng. Ở phía trên đằng sau chúng ta có một ngăn kệ đựng phụ kiện, dây cáp, dây nguồn để thuận tiện cho việc di chuyển. Dành cho việc di chuyển, chúng ta còn có hai loa rời lắp ráp được, quá là thuận tiện đúng không nào? Tổng công suất của bộ loa này là 375W. Với những chức năng như thế này thì mình nghĩ đây là một sản phẩm phù hợp, xứng đáng và không thể thiếu trong các buổi hội họp, giải trí, karaoke gia đình cũng như là các buổi biểu diễn âm nhạc trong các quán cà phê và phòng trà. Để tìm hiểu và mua sản phẩm, các bạn hãy nhấp vào đường link dưới đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại các bạn.